Cả nhà ơi, hôm nay Thảo trở lại với cây quýt đường của bà ngoại nè. Bữa nay nó chín vàng ươm hết rồi. Này bà gì tặng gì đó. Này để dành chân Tết ngoại, cắt vô chân Tết. Cắt một mớ vô rồi đó Thảo. Hèn chi con thấy nó vắng nó chứ nè, này dấu còn nè. Đó, dấu cắt còn nè. Hôm qua con cũng hái một rổ quýt kitsu con nó để chân bàn thờ cho ông ngoại với lại bà. Thôi để cho đẹp rồi. Để Tết nhất người ta ngắm cho đẹp. Quýt kết xu, á cây quýt quýt đường, quá trời trái nè cả nhà. Mê không? Cam nhà ngoại đây cả nhà ơi, hái cam về vắt nước uống ngọt lắm, cây cam này rất là ngọt luôn. Mua ở Costco ha, 10 đồng, 11 đồng thùng gì đó, không nhớ giá nữa. Mua chi, trời ơi, cam nhà hái xuống nó thơm lừng luôn. Thảo vừa hái thì là nghe mùi thơm rồi. Trời ơi, cái cam này ai ngủ làng ngủ nào mà ăn cho hết đây. Trái nè cả nhà. Trời ơi, trời. Nó vàng ao óng ánh hết trong cái cây cam kìa, thấy mê không? Trời ơi, trời đã chưa. Thôi giờ Thảo phải hái một mớ thôi. Hái mớ về vắt nước uống. Trời ơi trái. Ôi tôi quay qua góc này. Đây đây. Phải nó xòe xuống nè. Chỉa ngược cái camera lên. Đó. Trời ơi trái mê chưa. Cam này cam ngọt nha cả nhà. Gốc cổ thụ rồi. Gốc này chắc mấy chục năm rồi đó cả nhà. Nó mới ra cái mầm phải không ạ? Ừ. Ở nguyên chùm luôn. Ừ. Cả không cả nhà. Nó đẹp ha. Dạ. Ốc này xách về cái cây cao. Dạ về con cúng đó. Ừ, trồng trồng lên mấy cái cho nó có cái mầm. Dạ. Đúng rồi, vậy con cắt nó có cái lá này nè. Ừ. Về cúng cho đẹp. Đúng rồi. Trời cam tươi này cúng là nó lâu hư lắm cả nhà ơi. Tại vì mình trồng mà. Mình trồng nó tươi đó cả nhà. Chứ là không thấy nói chuyện đóng tiêu rồi ta. Ủa. Đây nè. Ờ nhưng mà Du đâu không thấy Du quá, Du đừng chậm Du đứng đi. Hồi nãy Du nói mà không thấy Du. Mình cắt như vậy á, mình về á. Ừ. Nó có cuốn á ngoại, mình chưng nó vừa đẹp mà nó vừa tươi lâu nữa. Ừ. Dắt nước cho Thay Lờ uống nữa ngoại. Nó không chịu uống đâu, nhưng mà con ép nó. Bỏ chút xíu đường vô cho nó. Thôi ngoại, con không có cho tụi nó uống đường. Ừ. Dạ, cho nó uống nguyên chất cho nó tốt. Rồi cây cam này ai mà ăn cho hết ngoại ơi. Dạ, đó, đúng. Có lá này cả nhà, thấy cưng chưa? Ôm cái trái khế mà đó. Khế ở miền Bắc Cali nè cả nhà ơi. Trời ơi nhà bà ngoại khế chín quá trời luôn. Hái luôn cái này ăn thử nha. Khế ngọt hay khế chua ngoại? Ngọt. Lần đầu tiên ở Mỹ mà con ăn trái khế. Vậy dạ. Cha bữa ăn khế nha, ăn cá đó anh chị. Hái đống khế ăn cá. Bữa đó ngoại hái là ăn cái này ha, mà con đâu có ăn đâu. Ừ. Cái mùi vị á hết lạnh này, hết lạnh này mới ngon. Hết lạnh này cái mùa sau á, mùa này nè. Dạ. Đó, mùa mới này nè là cái mùi vị mới. Y như hồi nhỏ mình ăn cả nhà ơi. Ừ. Bà ngoại nó che cái này nè. Cả nhà thấy Thảo ăn ngon không? Ừ. Cái khế bự cho bá lửa nè. Ngoại quay vô cái thân nè ngoại. Ừ. Nó bự bằng cái cầm tay của Thảo cả nhà ơi. Rất là bự luôn. Ừ. Ừ. Bự lắm. Nhiều trái lắm cả nhà. Ừ. Nhưng mà mùa này nó chín hết rồi, nó rụng hết rồi. Cây khế bự cho bá lửa nè cả nhà. Miền Bắc Cali lạnh teo mà có cây khế này là quá độc chiêu cả nhà ha. Quá mê luôn. Giờ đang là mùa đông. Mùa hè là cái lá nó bóng lưỡng luôn cả nhà. Cái mảng cầu đỏ nhà ngoại nè cả nhà ơi. Ở miền Bắc Cali nha, dùng rất là lạnh mà cho có trái mảng cầu đỏ bự chưa. Nhà sao bên kia ba trái.